Hello, xin chào tất cả các bạn. Thế là mình đây. Lần trước thì có rất là nhiều bạn comment rằng chị ơi hãy tô về công chúa đi. Thì hôm nay chị sẽ dành cả một tiếng để chị làm video tô về các nàng công chúa xinh đẹp. Ok, chúng ta bắt đầu cùng đồng hành thôi nhá. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ tô mái tóc. Đó, mái tóc là một vật phụ của bộ váy trang phục và công chúa ấy. Chúng ta bắt đầu tô thôi. Chị thì rất thích những cô gái kiểu tóc màu vàng, nên bây giờ chị sẽ lấy màu cam, chị tô vào các đường nét con như thế này. Thì chị đã dạy các em rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu nào. Tiếc quá, cái màu của chị nó hỏng rồi. Đổi cái mới nào. Đấy, các đường nét như thế này khi chúng ta tô màu vàng lên trông nó sẽ đẹp hơn đấy. Chị đã vừa mới bắt đầu tô cái phần này mà trông như kiểu là nó vẫn là tóc của chị ấy luôn. Các bạn đã nhìn thấy cô nàng rất xinh đẹp, là các bạn đã biết cô nàng ở một vương quốc nào rồi đúng không? Đó, bây giờ ta sẽ lấy màu cam để tô cho tóc công chúa. À không, màu vàng. Nhưng mà màu vàng thì của chị tô không được tốt, cho nên là chị sẽ phải lấy màu dạ quan để chị tô. Mong là các em thấu hiểu cho chị nhé. Trông cũng khá đẹp, trông nó cũng giống màu vàng. Chúng ta cùng thực hiện nào. Công chúa này thật đơn giản. Công chúa thì đều rất xinh đẹp cả, ai cũng mê mẩn những nàng công chúa, những nàng tiên, những nàng tiên cá. Thì chị cũng đã gặp được rất là nhiều bạn
Nói về công chúa thì chúng ta hãy chờ phần sau. Ở đâu? Phần công chúa, nàng tiên cá. Nàng tiên cá, không phải công chúa. Thì chúng ta cùng chờ phần sau. Chứ bây giờ chị sẽ tô công chúa trước. Mong là một bạn mà nào bình luận đó thì phải chờ phần sau.
xong bức tranh về công chúa xinh đẹp này rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bức tranh tiếp theo. Bức tranh cũng về với bạn búp bê. Bạn búp bê này cũng rất là đáng yêu. Đấy, các bạn thấy không? Vô cùng là đáng yêu.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tô xong bức tranh về công chúa này rồi các bạn nhé. Các bạn ngắm trong vòng 15 giây rồi đó, mình sẽ chuyển sang bức tranh tiếp theo. Cũng về công chúa nàng Bạch Tuyết, nàng Bạch Tuyết bảy chú lùn các bạn. Các bạn thấy bức tranh của mình có đẹp không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang bức tranh tiếp theo, đó là nàng Bạch Tuyết các bạn nhé. Đấy, cô nàng Bạch Tuyết cũng rất là xinh đẹp, phải không các bạn? Nàng Bạch Tuyết này mình sẽ tô bạn ấy màu gì cho thật là đẹp và lộng lẫy. Mình sẽ tô bạn ấy màu tím nhạt.
Như vậy là mình đã tô được công chúa và lá cây. Còn mình còn rất ít thời gian phải đi học rồi, nên là tạm biệt các bạn ở phần sau nhé. Và mình mong các bạn yêu thích cái bức tranh này và video này, đồng thời là các bạn thấy cảm thấy bổ ích thì hãy like, đăng ký kênh cho mình, chia sẻ với bạn bè để biết nhiều về mình hơn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với video này. Xin chào, gặp lại các bạn. Bye bye, hẹn gặp các bạn ở clip sau sẽ hay hơn nhé. Bye bye.